Vận hạn thi nhau đổ xuống đầu bốn con giáp xui xẻo trong 5 ngày sắp tới. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống luôn tồn tại may mắn và xui xẻo, hai mặt đối lập nhưng lại luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. May mắn là điều ai cũng mong muốn có được. Ngược lại, xui xẻo thường gây ra nhiều rắc rối, tai họa. Bởi vậy, ai cũng muốn tránh thật xa. Tuy nhiên, không phải là cứ muốn sẽ được. Sự may mắn hay xui xẻo thường đến vào những lúc không ai ngờ tới, nhất là sự xui xẻo. Theo quan điểm của tâm linh cho rằng, vận đen là sự việc đã được trời sắp đặt như một thử thách trong cuộc đời của mỗi người. Còn theo phong thủy thì cho rằng vận đen đến từ những vi phạm của gia chủ trong phong thủy. Hoặc theo tử vi học thì xui xẻo lại đến vào thời điểm mà 12 con giáp gặp phải những hung tinh chiếu mệnh. Theo đó, vào khoảng thời gian 5 ngày sắp tới, sự đen đủi sẽ bắt đầu đeo bám 4 con giáp này, khiến vận thế của những con giáp này đi xuống tận đáy. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự đều bế tắc, thậm chí tán gia bại sản, gia đình ly tán. Đặc biệt, quý vị và các bạn hãy nghe đến đây cũng rất thắc mắc đó là con giáp nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ bật mí đến quý vị và các bạn những con giáp vận khổ trong 5 ngày sắp tới. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tý. Xin chia buồn với mệnh chủ tuổi Tý là một trong những con giáp kém may mắn trong 5 ngày sắp tới. Tử vi 5 ngày sắp tới cho thấy hung vận có phần nhỉnh hơn cát vận, báo hiệu đây sẽ là một thời gian dài nhiều thách thức với mệnh chủ tuổi Tý. Một vài việc xảy ra không đúng như dự định ban đầu khiến mệnh chủ bị bất ngờ, lúng túng. Bản mệnh càng mất bình tĩnh sẽ càng đánh mất kiểm soát vấn đề. Do đó, mệnh chủ tuổi Tý hãy cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Có như vậy, bản mệnh mới có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Thời gian đầu, công việc tưởng chừng thuận lợi, nhưng càng về cuối, vận trình càng có dấu hiệu suy giảm. Bản mệnh có thể bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, tìm cách hãm hại nhằm đẩy bản mệnh ra khỏi vị trí hiện tại, hay đơn thuần là vì họ đố kỵ với tài năng của chính bản thân bản mệnh. Về phương diện tài lộc trong 5 ngày này cũng không được lý tưởng. Những mệnh chủ làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư trong thời điểm này. Nếu không, bản mệnh rất dễ rơi vào tình trạng hao tài, tốn của, mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Trong chuyện tình cảm cũng khởi sắc là bao. Trong chuyện tình cảm cũng không có khởi sắc là bao. Nhưng mệnh chủ độc thân tuy có một vài cơ hội giao lưu, tiếp xúc với người khác phái. Nhưng nếu muốn phát triển mối quan hệ đặc biệt, mệnh chủ cần chủ động hơn, chứ đừng phụ thuộc hoàn toàn vào duyên trời. Bản mệnh có thể vượt mất cơ hội nếu cứ tiếp tục bị động như hiện tại. Chính vì vậy, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tý,
để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Tỵ. Tử vi năm 2021 cho thấy, trong thời điểm tới, mệnh chủ tuổi Tỵ bị khung tinh xung chiếu, nên vận trình nhiều điều không thuận lợi, sa sút hơn so với thời gian trước đó. Khó khăn nhất là về công việc, khi mà liên tiếp những rắc rối kéo tới, thời cơ không ủng hộ lại thêm đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt, khiến bản mệnh vất vả, lo lắng nhiều. Những ngày sắp tới, bản mệnh phải đối mặt với mệt mỏi, căng thẳng liên tục. Thay vì để ý những lời nói, nhận xét tiêu cực của ai đó, thì bản mệnh nên học cách lờ chúng đi để tập trung vào công việc, cải thiện cuộc sống của bản thân. Trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Tỵ cũng sẽ có thể hơi buồn về chuyện tình cảm. Điều bản mệnh cần lưu ý đó là dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cả hai bạn vẫn cần phải giữ những lời lẽ tôn trọng nhau, không nói những lời nặng nề gây tổn thương cho đối phương. Bên cạnh đó, năm ngày này sẽ không có tài tinh chiếu mệnh, chuyện kiếm tiền trở nên khó khăn hơn hẳn. Trong khi đó, có biết bao nhiêu chuyện cần chi tiêu, bản mệnh dù đau đầu đến mấy cũng không thể tìm ra cách giải quyết, cải thiện tình hình. Vậy nên để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi Tỵ tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành. Đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tỵ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, xem tử vi năm 2021 cho thấy rằng, mệnh chủ tuổi Dậu khó mà đạt được những mong muốn của mình trong 5 ngày sắp tới. Vận trình từ tình duyên cho đến công việc đều có ít nhiều gặp khó khăn. Hơn nữa hung tinh còn là điềm báo không lành về sức khỏe, bản mệnh đi đâu cũng cần cẩn thận, kẻo bị thương. Trên phương diện sự nghiệp, tiểu nhân đang tìm cách phá hoại công việc cùng những thành quả mà bản mệnh đã giành được trong khoảng thời gian vừa rồi. Kẻ đó có thể làm việc xấu rồi tính đến chuyện cắp lửa bỏ tay người, vụ oan giáng họa cho bản mệnh. Ngoài ra, những mệnh chủ tuổi Dậu đang làm chủ, kinh doanh hoặc buôn bán trong thời gian này sẽ phải làm việc vất vả, nhưng thu về không được bao nhiêu. Thời gian này, bản mệnh cũng nên thận trọng với đối tác mới, tránh tình trạng phá tài xảy ra. Tốt nhất là bản mệnh đừng liều lĩnh đầu tư vào những lĩnh vực mạo hiểm hoặc những lĩnh vực mới mẻ, mình chưa nắm rõ thông tin. Vợ chồng trong năm ngày này cũng khó tránh những lúc mâu thuẫn, vì những vấn đề liên quan đến tiền bạc, chuyện con cái, sức khỏe. Đừng để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Hai bên cần phải luôn trao đổi thẳng thắn, cùng ngồi lại tìm cách tháo gỡ, thì khúc mắc mới được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt, thầy gia cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Dậu cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải, xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Đồng thời, với năng lực tam hợp khí, vật phẩm sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó tăng may mắn, chiêu tài lộc và cát lành cho mọi khía cạnh của bản mệnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư là tuổi Dần. Con giáp đen đuổi cuối cùng trong vận trình 5 ngày sắp tới là mệnh chủ tuổi Dần. Trong 5 ngày sắp tới, mệnh chủ tuổi Dần đối mặt với cục diện tương hình thái tuế.
nên vận trình có nhiều biến động theo chiều hướng bất lợi. Điểm báo họa thị phi, tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu bản mệnh không biết giữ mình, cho nên bản mệnh cần tránh xa chuyện bao đồng. Công việc trong thời gian này nhìn chung khá ảm đạm, tuy có lúc thăng, có lúc trầm, nhưng mệnh chủ thường phải đối mặt và xử lý nhiều rắc rối. Khối lượng công việc nhiều lại có điểm tiểu nhân gây nhũng nhiễu, đủ thứ chuyện đổ dồn vào một lúc, tạo ra không ít áp lực cho những chú hổ. Lại thêm sự xuất hiện của tương quan, dù tuổi Dần đã cố gắng để kiểm soát mọi chuyện trong tầm tay của mình, nhưng vẫn khó tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót và sự cố bất ngờ xảy ra do năng lực có hạn. Bản mệnh đừng lo sợ thất bại, ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Quan trọng là cách mà mệnh chủ đối mặt và sửa chữa sai lầm của bản thân ra sao. Tài vận trong năm ngày sắp tới cũng không có khởi sắc là bao do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công việc. Hơn nữa, việc đầu tư, kinh doanh không thể cứ nóng vội là sẽ sinh lời. Mệnh chủ cần phải tính toán đi theo chiều hướng dài hạn, chậm nhưng chắc. Tử vi còn cho thấy tình hình sức khỏe của mệnh chủ tuổi Dần thời gian này sẽ có dấu hiệu suy giảm khi có hung tinh, thiên nguyệt nhập mệnh. Ngoài ảnh hưởng bất lợi của thời tiết dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, sẽ bị nóng trong, bản mệnh còn căng thẳng về tinh thần do áp lực nhiều bề. Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ để tránh ngã bệnh. Điểm sáng duy nhất trong thời điểm này với mệnh chủ tuổi Dần đến từ phương diện tình cảm. Nhờ có huyền lệnh lâm đất mộc dụng, lại có thái âm chiếu mệnh, đường tình duyên của bản mệnh hứa hẹn có đột phá bất ngờ nhờ đào hoa phơi phới. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển, thầy gia cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Dần. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.